Lù, đối với con điều gì là kinh khủng nhất trong cuộc đời này? Cũng chưa biết nữa. Sao lại không biết? Con phải biết chứ. Ví dụ như không có đồ ăn, thiếu nước, chiến tranh, cá chết, ít nhất phải có cái gì đó chứ. Bây giờ hiểu rồi. Đối với Lu, điều kinh khủng nhất đó chính là thế giới không có phụ nữ. Tại sao vậy? Lý do tại sao giờ để Lu giải thích cho ba nghe ha. Mày sống chưa? Em chưa? Chưa. Để tao. Không được, làm được không? Được. Để tao. Hùng ơi. Chưa vô. Để tao. Vậy mới đúng nè. Đâu. Vậy. Đi. Mày làm không có khớp gì hết trơn á. Có cái gì chích dại không mà làm không xong nữa. Thì mày đi yên như tao mới chích được. Mày nhìn tao nè. Phải làm nhẹ nhẹ nhịp nhàng vậy nè. Mày nhẹ nhẹ thôi, tao đang bị bệnh trĩ á. Trời ơi. Rồi bây giờ bà hiểu chưa? Đối với Lu, điều kinh khủng nhất đó chính là thế giới không có phụ nữ. Bây giờ bà cũng hơi hiểu rồi đó con. Thế giới không có phụ nữ giống như cá thiếu nước, chim thiếu cánh, cây thiếu cành, như cà trà thiếu cất, như cục mứt thiếu đường, như sinh viên thiếu phòng trọ. Mày thiếu gì đủ thứ vậy mày? Lu, gì mà sinh viên thiếu phòng trọ ở đây nữa? Thì đúng rồi, sinh viên mà có tiền đâu ở nhà sang phải thuê phòng trọ chứ. Mày nói cũng phải. Đó giờ mày có ở phòng trọ chưa Lu? Thời còn sinh viên Lu có ở rồi. Mắc không Lu? Hỏi nhiều quá. Bà vô phòng trọ 123 chấm cơm, kênh thông tin số 1 Việt Nam mà hỏi. Rồi, chút nữa bà hỏi sao? Bây giờ vấn đề kinh khủng nhất của con là sợ thiếu đàn bà đúng không? Đúng rồi, Lu mà thiếu đàn bà thà lắc chùm trứng của Lu luôn đi. Sao phải đến nỗi vậy? Không có đàn bà đau đớn lắm bà ơi. Nỗi khổ này chắc ba cũng biết mà phải không? Mày nói đúng quá Lu ơi. Mẫu người phụ nữ của con là như thế nào hả Lu? Phải khùng. Và không có lùn như Lu là được rồi. Cỡ như nhỏ này không Lu? Nhỏ nào đâu ba? Hả? Sau đây mình xin giới thiệu các bạn cách ăn bắp không cần cạp. Tổ cha nó. Sao vậy? Có phải mình nằm mơ chăng? Trời đất quỷ thần ơi. Con hợp ý với con không Lu? Ba có ngon thì ba đem nó về xài đi, chứ đừng có để con gặp mặt nó. Con cạo trọc cái đầu luôn á. Ủa gì đâu mà khùng thấy ớn luôn à. Con dẹp đi ông ơi. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.